Nếu mà không được tự ngộ thì phải tìm dạng trí thức. Hiểu cái pháp đối thường thừa đó để chỉ thị cái đường lối tranh pháp. Bởi vì cái thiền trí thức này đó có cái nhân duyên lớn, có thể giao qua chỉ đạo làm cho mình được mau kiến tánh. Nếu vậy tất cả thiện pháp, thiện tri thức được làm cho thoát khỏi tam thế chư Phật, 12 bộ kinh ở trong tánh người dung là đầy đủ hết, không có thiếu sót. Chứ không phải là mình học từ cuốn kinh, từ đoạn kinh, từ chữ, học cuốn này qua cuốn kia mới biết được. Thì chính là lộc tổ đó là người dốc nát, không có học kinh nào hết, nhưng mà ngộ rồi thì nói ra thành cái Pháp Bổn Đạm Kinh. Thì ở đây lộc tổ nói là tất cả kinh thì ở trong cái tự tánh của mình là đầy đủ hết, chứ không phải là muốn học cái kinh ở ngoài mới biết được. Cái học là không phải của mình. Nếu mà không được tự ngộ thì phải cầu thiện tri thức để chỉ thị mọi chân tánh được. Mà nếu mà tự ngộ thì khỏi cần mà cầu ở ngoài. Nếu mà cứ chấp rằng cần phải thiện tri thức ở ngoài mới được giải thoát thì là không đúng. Bây giờ đó, nhiều người chấp cái này, chấp chỗ này đó, phải có thiện tri thức kiến tánh ở ngoài đó mình mới là tham thiền được, mới kiến tánh được. Cái đó là vô hữu tự tri thức là không đúng. Tại sao vậy? Trong tự tánh mình này có thiện tri thức, tự tánh mình đầy đủ, có thiện tri thức làm cho mình tự ngộ. Nếu mà khỏi lên tà kiến mê muội, tự mình mà nói lên cái giọng tưởng điên đảo thì những người nói mà càng ấy đó là cũng là cái giọng tưởng điên đảo đó. Cho nên nếu mà vậy đó thì thiện trí thức ở ngoài giàu có dạy bảo cũng là cứu nó không được, cứu không được, cứu bất khả đắc. Nếu mà mình chừng tránh khỏi lên cái quán chiếu của Bát Nhã đó, tức là cái nhị tình bình tổ sự thiền đó, thì có thể ở trong một sắc na vọng niệm đều tiêu diệt. Thì lúc chân tánh á, lúc ngộ á, cũng có nhiều tổ một hơi thâu tam quan, tức là ngộ tạo lên cái địa vị Phật. Từ địa vị phạm phu trực trưng quả của Phật, tức là đến cái Phật địa đó, nhất ngộ tức chi Phật địa đó. Thì cái trí huệ Bát Nhã của mình đó, nó xài ra đó, trong ngoài đều sáng tỏ, biết được cái tự tâm. Nếu mà biết tự tâm thì giống là giải thoát, chứ không phải là trước có bó buộc. Bởi vì lắng ngộ rồi thì biết là trước không có bó buộc thì cái giải thoát là giống là giải thoát. Nếu mà được giải thoát tức là cái tranh định của tam muội cho bạn Bát Nhã tam muội, thì cái ngon đó tức là vô niệm, tức là vô niệm. Mà Lộc Tổ còn sợ mình hiểu là chữ vô niệm đó hay chữ vô niệm đó thì ở lại nó giải thích thêm tại sao gọi là vô niệm. Nếu mà mình thấy tất cả pháp cái tâm không nhiễm trước là vô niệm, tức là cái dùng của tự tánh nó khắp giới tất cả nơi nào. Nếu mà không trước cái tất cả nơi đó thì cái bổn tâm này thành tịnh, tức là mình lục trần thì tiếp xúc lục trần thì sanh ra lục thức, cái lục thức đó là từ lục trần đó ra thì tiếp xúc với lục trần, không có nhiễm, không có tạp. Thì cũng Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, vô nhẫn nghĩa chỉ kịp tham với vô sắc tinh hương vị xúc pháp đó, tức là không có nhiễm chấp. Thì cứ lai tự do, không có bị chướng ngại, thì cái đó là cái bằng Bát Nhã tam muội, cái chánh định của Bát Nhã đó, thì là cái bằng tự tại giải thoát. Thì nếu mà hành cái đó, hành đó gọi là vô niệm hạnh, là cái hạnh vô niệm đó. Nếu mà mình tất cả vật đều không suy nghĩ thì làm cho cái niệm mình tuyệt, tức là bị cái pháp thực, tức là bao bọc. Muốn cho cái niệm mà dứt là bị cái pháp bao bọc, gọi là biên kiến với đề lục vào chắc không. Biên kiến là năm thứ ác kiến đó, ở trong một trong năm thứ ác kiến đó. Bị lục tổ tọ người ta hiểu là hai chữ vô niệm, tưởng là không có một niệm nào hết cả. Nếu mà không có một niệm nào hết tức là cái gì cũng không suy nghĩ. Chứ rõ ra này là cái bằng bắt dịch bắt tư đó, tư là suy nghĩ. Thì làm cho cái niệm nó tuyệt. Nếu mà niệm tuyệt tức là bị thắt bao bục và bị thắt bục, cũng gọi là biên kiến, là một ở trong năm thứ ác kiến. Cho nên nếu mà ngộ được cái niệm, cái vô niệm này đó, cái pháp vô niệm này đó, thì tất cả pháp đều thông suốt. Ngộ cái pháp vô niệm này đó thì được thấy cái cảnh giới của Phật, của chư Phật. Ngộ cái pháp vô niệm này đó thì được đến cái địa vị Phật. Cho nên lục tổ nói cái lời sau được cái tháp của ta đó thì phải lấy cái tháp mong đóng giáo này nói với người đồng kiến đồng hành. Nhưng mà người đồng kiến đồng hành đó phải thác nguyện họ trì cũng như phụng sự Phật mới được, xúc đòi đều không có trục lui, thì nhất định sẽ nhập vào cái thanh vị Phật. Nhưng cái truyền thọ đó từ ở trên đến nay là nói cái truyền đó là không gieo cái chánh pháp, không được gieo cái chánh pháp. Nếu mà người mà không phải đồng chén đồng hành đó ở trong cái pháp khác đó thì không được truyền thọ. Bởi vậy đó, nếu mà truyền thọ đó là hại người đó. Câu kinh là vô ích. Bởi vậy tại sao đó, sợ các người ngu đó không hiểu chỉ ban cái tham mong này, thì làm cho muôn ngàn kiếp chăm dứt cái học dung của Phật. Cho nên lục tổ Ở sau này có nói cái một bài tụng á, kêu bằng vô tướng tụng, khuyên những người mà tham thiền đó, bất cứ tại gia hay là xuất gia đều phải đi theo mà tu. Nếu không tự tu á, chỉ là nho cái lời của tôi đó cũng là vô ích.